Ghi nhận tại điểm đăng ký xe số 3 của Phòng Cảnh sát Giao thông Công an thành phố Hà Nội, người dân đã có mặt từ rất sớm để làm thủ tục. So với quy định cũ thì hiện nay việc đăng ký mới cũng không có thay đổi nhiều. Tuy nhiên tâm lý sở hữu biển số xe hôm nay sẽ theo mình như mã số định danh, kể cả khi đã bán xe, khiến nhiều người rất hào hứng. Theo như mình ấy, vì nếu một con xe với cái biển số ấy, thường là đi với mình cả đời bây giờ. Tức là một con xe thì biển số cũng ý nghĩa rồi. Chỉ cần nhìn thoáng qua là biết là xe mình rồi, với con cái hay là bạn bè, người thân. Đấy, đối với người trung tình như mình thì một con xe với cái số biển số định danh là tuyệt vời. Mình đang rất là ưng ý với cái biển số mình đi. Khi mà mình thay đổi xe thì bấm biển có thể nó sẽ ra số này và số khác, có thể mình không mong muốn. Thì là với một cái biển mà mình đã gắn bó rồi thì mình cũng không muốn, gọi là không muốn xa nó. Thì qua các cái đời xe thì mình vẫn muốn giữ lại một cái biển đấy thôi. Việc gắn định danh biển số không chỉ cho cơ quan quản lý trong công tác giám sát quản lý phương tiện, mà bản thân mỗi người dân sẽ có trách nhiệm hơn khi tham gia giao thông trên đường. Cái biển số đấy gắn liền với mình rồi, khi nào mấy mà mình có cho mượn xe thì mình sẽ có trách nhiệm nói bảo với người mượn thì có sử dụng trách nhiệm chấp hành an toàn giao thông. Khi nếu có vấn đề gì thì người mình là người đứng tên đăng ký định danh đấy sẽ là người chịu trách nhiệm. Trong ngày đầu triển khai, mặc dù cũng có một số lỗi phát sinh từ hệ thống, tuy nhiên Cục Cảnh sát Giao thông đã nhanh chóng chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khắc phục để đảm bảo khi người dân đến làm thủ tục được thuận lợi và nhanh chóng, không phát sinh thêm thời gian chờ đợi. Đối với lực lượng cán bộ chiến sĩ chúng tôi thì vẫn đảm bảo đầy đủ để phục vụ công dân đến làm thủ tục đăng ký theo quy định. Đối với phương tiện về máy móc thiết bị kỹ thuật thì đối là cái thông tư 24 mới này thì có thêm một số các cái thao tác nữa nên là chúng tôi đã bổ sung thêm, ví dụ như là máy scan, máy ảnh để chụp lại các cái hình ảnh theo quy định. Thông tư mới cũng thêm nét mới trong việc cấp biển số xe khi chủ xe đăng ký xe ngay tại nơi thường trú tạm trú. Điều này đã tạo thuận lợi cho hàng chục nghìn người dân tại thành phố Hà Nội thuộc diện tạm trú, lao động nhập cư khi trước đây muốn đăng ký biển số xe phải trở về quê. Thông tư 24 đã mang lại được cái lợi ích cho cơ quan quản lý của nhà nước là quản lý được cái phương tiện khi tham gia giao thông, xác định cái chủ phương tiện và nâng cao ý thức tự giác của người tham gia giao thông. Và nội dung thứ hai nữa là khi người tham gia giao thông thì có quyền lợi và nghĩa vụ đối với phương tiện mà mình đang quản lý. Theo thống kê, hiện thành phố Hà Nội có gần 7,9 triệu phương tiện giao thông, trong đó có hơn 1 triệu ô tô, hơn 6,6 triệu xe máy. Trung bình mỗi tháng sẽ có khoảng hơn 2.000 phương tiện ô tô được đăng ký mới.